bình thường điện thoại có flash thôi, hôm nay nó không bật flash. Kỳ kỳ em lấy mình miếng thằng giấy đó mày. Thằng cái gì đây? Rồi, nó chạy đâu mất hết trơn rồi. Ủa đâu rồi? Nó chạy luôn rồi. Chị Nga dòm, chị Nga không biết nó chạy đâu luôn hả? Chạy xuống dưới đây nè. Lẹ vậy? Ha. Hello. Cười. Đâu rồi? Kìa, đang làm diễn kìa. Cá thòi lòi của mình đâu rồi? Cá thòi lòi đi đâu rồi? Cá thòi lòi đâu? Trời ơi, kêu cá mà làm như kêu chó vậy, tóc đâu. Đó, cứ tóc là kêu chó. Nhiều đó rồi chờ. Nó bị cạn rồi đó, nãy giờ nó cạn. Lớn thì cái lỗ. Không xin lên nước được mà. Ủa mà làm gì cạn, mới mở lên mà. Có cái nhìn cái mực á, biết không phải cạn rồi, tại vì nó cho ít à. Rượu á. Nước làm đây nước nóng không? Nóng á. Nước nóng không? Ừ, nước nóng. Hùng rất là dễ thương. Để người ta múc cho. Ồ, phỏng bây giờ. Đúng không? Nửa đi. Thảo. Đó.